Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi sẽ kể những câu chuyện, một vài câu chuyện về bóng đá Indonesia cho mọi người cùng nghe. Vâng, Indonesia là đội bóng đã vượt qua đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở vòng loại thứ hai. Thì điều gì khiến cho anh cảm thấy ấn tượng về bóng đá Indonesia? Tôi nghĩ rằng là một người Việt Nam thì cái cảm giác rất là nguyên thủy thôi của một người xem bóng đá. Khi mà thấy chúng ta 3 lần thất bại trên Indonesia trong một quãng thời gian rất ngắn, thì nói hơi nặng thì có lẽ là cảm thấy hơi tức. Tức chứ sao không tức, bởi vì rõ ràng cái hình ảnh gần nhất mà chúng ta nhìn thấy Indonesia đó là tại SEA Games 2019. Họ thua chúng ta 1-3. Và rõ ràng ở thời điểm đó thì Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, dù là cấp độ U23 hay là cấp độ tuyển quốc gia hay U23+3, đều có một cái gì đó mang rất là tính thống trị và tầm ảnh hưởng rất lớn. Tôi còn nhớ là ở trong trận chung kết SEA Games mà Đoàn Văn Hậu của chúng ta đã khiến đội trưởng của họ là Evan Dimas phải rời sân. Và sau đó thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng trong một trận chung kết thắng 3-0, không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ rằng là cái thế hệ của Evan Dimas đó là một thế hệ mà người ta hay nói là nhiều nuối tiếc. Đến tận cách đây vài tháng thôi, một tờ báo của Indonesia họ vẫn giật tít rằng là Văn Hậu, người đã làm chúng ta mất đi Evan Dimas, hiện đang gặp chấn thương. Và họ dùng những cái từ nó khá là công kích Văn Hậu. Thì cái việc đó để sang một bên, nhưng cái ý tôi muốn nói ở đây là thế hệ của Evan Dimas gần như là đã trôi qua rồi, bởi vì ở trong đợt tập trung gần nhất gần như anh ta cũng không xuất hiện nữa. Và đến đợt tập trung vừa rồi, 26 cầu thủ được gọi lên, chúng ta nhìn thấy một diện mạo hoàn toàn mới. Mà đã nhắc đến đợt tập trung và những diện mạo mới thì phải nhắc đến huấn luyện viên Shin Tae-yong. Chúng ta chắc anh cũng đồng ý với tôi rằng là huấn luyện viên Shin Tae-yong là huấn luyện viên Đông Nam Á hay nhất trong vòng 3 năm qua. Tôi đồng ý, bởi vì khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến một cái luồng gió mới về các huấn luyện viên Hàn Quốc làm việc tại Đông Nam Á, thì Shin Tae-yong tôi nghĩ là người đang có được cái sự tiếp nối đó của các nhà cầm quân người Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng PSSI họ đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ VFF. Khi mà họ nhìn thấy Park Hang-seo, người Hàn Quốc, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã rất thành công với bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển trẻ U23, U22, rồi sau đó đến đội tuyển quốc gia, thì họ đã được truyền cảm hứng, hoặc cũng có thể là họ muốn trở nên cạnh tranh hơn. Vậy vì họ muốn trước mắt là ở khu vực Đông Nam Á họ phải giành được quyền cạnh tranh với Việt Nam ở một vị thế ngang với Việt Nam, với Thái Lan chẳng hạn. Và lúc đó họ đã có cơ hội để đưa Shin Tae-yong về. Ông này ông ấy về và ông ấy khiến cho bóng đá Indonesia gần như là thay đổi hoàn toàn. Ông ấy không ngại loại đi những cựu binh. Và ông ấy nói rằng là tôi cảm thấy ở bóng đá Indonesia, một nền bóng đá mà trước giờ có rất nhiều liên đoàn nhỏ ly khai, họ thậm chí cạnh tranh với nhau mở ra một giải vô địch quốc gia để chống lại cái giải vô địch quốc gia chính thống của họ. Thì ông ấy nói rằng là cái sự cạnh tranh ở những thế hệ trước dần dần trong năm gần đây đều mất đi. Nó mất đi ở cả những câu lạc bộ, mất đi ở cả cái việc mà các cầu thủ cần phải lên tuyển để cạnh tranh với nhau. Và thế là ông ấy đưa một lứa tuổi mới, hoàn toàn mới lên, một lứa cầu thủ mới lên. Đó chính là lứa U23 của Indonesia trước đây. Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ có gốc gác Hà Lan, có gốc gác Anh được đưa về. Bởi vì chúng ta biết rằng ở trong thế kỷ trước thì Hà Lan đô hộ Indonesia và họ tạo ra một cái ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa, lối sống và cả cách, phần nào đó là cách chơi bóng của Indonesia nữa. Bây giờ chúng ta thấy rằng là có một vài cầu thủ của Indonesia, Thomas Hay chẳng hạn, anh ta là một người đã từng khoác áo các đội tuyển quốc gia Hà Lan ở lứa U19, U21. Bây giờ anh ta không có câu lạc bộ chủ quản nhưng vẫn đang là trụ cột của đội tuyển Indonesia. Đó là một cái quá trình nhập tịch mà tôi nghĩ rằng là nó khiến cho bóng đá Indonesia vươn lên rất là nhanh. Và thực tế là nó đã mang lại những cái hiệu quả tức thì. Bởi vì rõ ràng bây giờ Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 này. Tôi nghĩ rằng họ đã đi đúng hướng. Họ đã không còn sợ đội tuyển Việt Nam nữa. Thế còn ngoài cầu thủ gốc Hà Lan mà anh vừa nói đến, đội tuyển Indonesia sẽ còn dựa vào những trụ cột nào nữa tại vòng loại 3? Vâng, ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong 26 cầu thủ được triệu tập thì chỉ có đúng một đội hình tiêu chuẩn, tức là 11 cầu thủ thi đấu tại Indonesia thôi. Họ có một cầu thủ thi đấu ở Mỹ, một cầu thủ thi đấu ở Thái Lan, 3 cầu thủ thi đấu ở Anh, 3 cầu thủ thi đấu ở Bỉ và 3 cầu thủ thi đấu ở Hà Lan. Trong đó thì thậm chí là có một thủ môn là của FC Dallas, đấy là Martin Paes. Anh ta đang thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ cùng với những cựu ngôi sao khác của ngoại hạng Anh, cùng bắt ở đó, là tức là cũng cùng vị trí với Hugo Lloris, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng là một cách liên hệ rất là nhanh như thế thôi. Và cũng có rất là nhiều những cái tên khác nữa. Ví dụ như là Jay Ejes, một cầu thủ rất là kỳ cựu ở đội tuyển Indonesia. Anh ta thi đấu ở vị trí hậu vệ và hiện đang đá cho Venezia, tức là đội bóng của thành phố Venice. Và là cầu thủ Indo đầu tiên thi đấu tại Serie A. Trước đây thì nhắc đến Indo tại Serie A, chắc chúng ta chỉ biết mỗi Nainggolan. Chính xác. Là một người Bỉ có gốc gác Indo.
Ratchanai Nainggolan, một người mang cái tên Indo, nhưng bây giờ thì họ đã có những đại diện thi đấu tại Indonesia và 26 cầu thủ, trong đó có 11 cầu thủ quốc nội. Tôi không muốn so sánh nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam chúng ta hiện tại chưa thể làm được như vậy. Và tôi nghĩ rằng là Indo thực sự chứng minh được vì sao họ là đội bóng đá duy nhất của Đông Nam Á trong thời điểm này ở vòng loại thứ 3 của World Cup. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cơ hội để Indonesia có thể đi tiếp vượt qua được vòng loại 3 thì là tương đối khó, bởi vì chúng ta đều hiểu là tại vòng loại này là vòng loại cuối cùng rồi, thì giống như đội tuyển Việt Nam trước đây của chúng ta thôi, cũng vậy, tham dự đến vòng loại 3 cũng là lần đầu tiên tham dự và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải rất là chật vật, nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng phải thất bại. Thì hy vọng rằng Shin Tae-yong và các học trò có thể làm nên một điều gì đó, có thể là dấu ấn cho các đội bóng Đông Nam Á, và chúng ta cũng sẽ hướng về những gì mà các cầu thủ Indonesia, những gì mà bình luận viên Hải Nam đã chia sẻ, xem là đội bóng này sẽ có thể làm được đến đâu, liệu họ có thể vượt qua được Việt Nam và Thái Lan tại cái chặng đường gian nan nhất của vòng loại World Cup khu vực châu Á này hay không.